sau gần 10 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hình ảnh chiến sĩ mua đội xanh Việt Nam, phẩm chấp bộ đội Cụ Hồ đã được lan tỏa rộng rãi, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Để nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục củng cố đoàn kết, triệt đề áp dụng các bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện nhiệm vụ trên thực địa để nâng cao hơn nữa các kết quả, thành tích tại các phái bộ, vận dụng sáng tạo phù hợp với đặc thù của hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm đảm bảo tốt công tác chính trị tư tưởng cho quân nhân làm nhiệm vụ ở xa tổ quốc trong điều kiện độc lập phân tán